Thì ra cha chỉ dùng thủ đoạn mà thôi. Tony bạn, và bạn cũng yêu anh ấy. Đi thôi. Đi, đi đâu nào? Tôi nói nghe nè, chuyện này là chuyện của nữ giới, ở lại đi. Đi thôi, nhanh lên. Đi, cho anh đi với. Đứng lại, không cần. Không cần anh tham gia. An phận một chút đi Quýt. Anh muốn thừa cơ hội cướp vợ người khác phải không? Chị nói không có dễ đâu. Lên, xuống xe đi. Đi, bình tĩnh đi. Bình tĩnh lại đi. Tôi không có cách nào bình tĩnh mà để cho cái con nhỏ đó ở trong nhà được. Đợi đã. Xe của Thuyền không có ở đây. Sao trong nhà lại không có đèn? Thấy không, nhất định là cái chuyện đang tối rồi. Nhanh đi thôi, nhanh lên. Thời gian cô ở đây không lâu. Chuyện này là sao? Chân bước không vững nữa nên muốn đến tận đây xem tận mắt phải không? Nhưng Thuyền không có ở đây. Tiếp nữa anh ấy sẽ về thôi mà. Hãy chấp nhận sự thật đi. Dướng mắt không rõ là phiền phức của người khác đâu. Cô đang tự nói mình đó à? Đàn ông không cần phải có trong tay. Thời hạn ly hôn, tôi sẽ bảo Thuyền hẹn lại với cô. Chỉ cần đợi điện thoại là được rồi. Trăm phương ngàn kế cũng chỉ muốn tôi và Thuyên phải ly hôn với nhau thôi. Dễ thôi. Nhưng cô muốn được Thuyên cưới cô, thế thì khó đó. Ý anh nói là cô mà có tài cán gì? Sau này trong cuộc sống của Thuyên, xin cô hãy biết giữ an phận một chút đi. Đợi đến ngày đó hãy nói đi. Nhưng còn hôm nay cô nhanh biến khỏi nơi này. Làm gì vậy? Thuyên cho tôi ở đây, tôi có quyền. Nhưng không phải bây giờ, vì bây giờ tôi vẫn là vợ anh ta. Đi, lập tức báo cảnh sát. Được rồi, đồng thời sẽ nói cho cô biết luôn. Có lẽ ngày mai cô sẽ lên trang bìa của tạp chí đó. Vì việc cướp chồng người khác của bên kia, mời cô đi cho. Xin chào, 191 đúng không? Đồng chí cảnh sát. Buông ra. Ở đây có người xâm nhập vô cư bất hợp pháp. Làm gì vậy? Các người đừng tưởng các người hay lắm. Tôi không có gọi. Bạn thật sự quá lợi hại. Thế bạn sẽ không ly hôn nữa đúng không? Vẫn ly hôn. Đi à, ly hôn hay không hiện giờ không phải là do tôi quyết định nữa rồi. Để xem Thuyền quyết định như thế nào. Không thể hiểu nổi chuyện hai vợ chồng người này. Chị Thinh hả? Anh thấy chuyện này khó giải quyết rồi. Cái con cha cha đó làm sao đến sống nhà của Thuyên vậy? Mặt dày mà, thật đáng thương hại. Con cảm thấy Thuyên không cần phải lo lắng giúp giải quyết vấn đề cho cô ta. Chẳng khác nào tự mình đánh mình. Rốt cuộc thì khi nào cô ta mới không làm phiền Thuyên nữa? Lợi người mặt dày đó không phải lợi tích hợp giúp chồng người khác sao? Đến chết vẫn không đỡ, bị người ta xui đuổi dẫn quấy trời không nghỉ. Việc này còn phải chỉ bảo cho mình đó. Nó có thể là chuyên gia đó. Sao mẹ cứ trách móc con vậy? Đó không phải là sự thật sao? Ngừng lại đi. Tôi nói này, chúng ta đừng vô ý với chuyện nữa. Đúng thế, rất lãng phí thời gian. Người phụ nữ xuất hiện ở nhà Thuyên không phải là vấn đề lớn. Không phải là Thuyên nửa đêm đã đi ra ngoài rồi sao? Anh Thuyên, anh Thuyên, quá à? Anh ngủ ở đây cả đêm sao?
Sao vậy anh? Tôi muốn làm việc cho thuận tiện mà. Thuận tiện à? Chúng ta chút nữa sẽ đi gặp đương sự đúng không? Đúng ạ. Vậy tôi đi rửa mặt trước đây. Chào chị Thinh. Em tìm được anh Thinh rồi. Cảm ơn cậu. Có nãy dán gửi đến, đấy là Thuyên, radio mới công ty. Mặc dù không phải là tiêu cực, nhưng vẫn không thấy được. Tôi nói mà, hai người đó cứ như thế, một bên là vợ, một bên là chồng, khi nào thì mới có thể thông cảm cho nhau, sắp xếp cho họ tình cờ một chút. Hai người yêu nhau như thế, có thể xa nhau được bao lâu? Từ sinh nhật mẹ, Thuyền sẽ đến, nhưng Lan nhất định sẽ không đến. Nó biết chúng ta muốn làm gì. Nếu như nói như thế, chính là tuổi trẻ càng lớn càng không thể xem thường. Ba. Tại sao mẹ không bỏ họ làm ở nhà chứ? Mẹ cũng biết là con với Thuyên ly hôn rồi mà. Con và Thuyên ly hôn rồi, mẹ phải đi chết bóc ba nó sao? Nhà người ta đối với chúng ta rất tốt, chúng ta cũng nên đối xử tốt với người ta chứ. Con không muốn à, con gái ngốc. Bác trai đối với Lan cũng rất tốt mà. Em không phải có ý kiến vì việc tổ chức buổi tiệc cho ba, nhưng nếu như chúng ta tổ chức ở đây, Thuyên cũng sẽ đến chị à. Cũng tốt, không phải con muốn ly hôn với cậu ta sao? Con để trong lòng cái chuyện đó làm gì? Mẹ à, nói đến thì cũng thoải mái thôi. Nói hết những lo lắng trong lòng ra đi. Ai nói là em lo chứ? Nếu như anh ta muốn đến thì cứ đến. Cứng họng rồi nha con gái. Có việc gì vậy? Cũng không có gì. Chỉ là muốn qua đây, muốn gọi bạn bè đi ăn cơm thôi. Tôi phải làm việc. Làm bà chủ quán bar thật là hay. Thời gian rảnh rất nhiều. Không sao, mai mốt cũng được. Hello, chị. Tiệc sinh nhật ta. Không phải là tháng sau à? Cũng được. Thế khi nào vậy? Tối nay. Sao đột nhiên? Được rồi chị, được rồi. Em về ngay. Anh Thuyên à, tiệc sinh nhật ta rất vui lắm. Cần phải đi. Đúng thế, cần phải đi. Nhưng tại sao lại tổ chức ở nhà lên? Là để cho buổi tiệc thêm náo nhiệt đúng không? Cho nên sẽ rất vui, đúng ạ. Nếu không đi nhất định sẽ hối hận đúng không? Có muốn đi cùng không? Em cảm thấy vẫn chưa được. Thời gian này em không muốn tham gia cùng mọi người. Em chỉ muốn đơn độc với cô ấy thôi. ก็สวยหน้าตาก็สดใสน่ารักมากๆเลยไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้เป็นไงจะมีอะไรมาให้เราพบ
3:30 แล้วไปทานที่เพิ่งกันดีไหม3:30chạy qua hỏi anh Thiên đi. Đi thôi. Anh Thiên, đi à? Tôi đã đem ba loại chứng cứ của vụ án và tài liệu phân loại ra rồi. Tôi để trên bàn đó. Được. Tổng cộng 3 vụ hả anh? Đúng. Đi trước nha. Vâng. 3 vụ án. Để làm xong hết. Sao dễ vậy? Tự mình âm thầm làm xong hết luôn. Em khẳng định là muốn được về với Lam rồi. Thấy rõ như thế mà. Anh Thiên là kiểu người không muốn đi với người khác đâu. Nghĩ như thế luôn. Thực ra là chuyện này anh cũng biết chút ít. Anh cũng muốn sớm nhận ra rằng mình chỉ muốn đến với em thôi. Chỉ dở có cái miệng. Xong rồi. Đi. Bài này nè. Đi đâu vậy? Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Đợi một chút. Toilet bên kia. Em ra ngoài. Đợi một chút. Đi toilet. Cầm theo túi xách làm gì? Đem theo túi xe làm gì? Ở trên xe. Không phải. Trên xe có toilet mà. Nói thật đi. Em muốn đi đâu? Xin chào. Tìm ai vậy Thiên? Thiên. Lên. Chúc mừng sinh nhật bác trai. Hy vọng bác có thể cho cháu tham gia sinh nhật của bác. Này này này. Nhà tôi không hoan nghênh cô. Mau đi ra. Lịch sự chút đi. Nói thế nào thì tôi cũng là khách của bác trai. Phải không ạ? Này. Đừng lấy ta. Được rồi.